Cô chào tất cả các em. Tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài toán luyện tập. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em biết chia số có 5 chữ số, cho số có 1 chữ số, có trường hợp thường có chữ số 0 và biết cách giải bài toán bằng hai phép tính. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về nội dung bài. Cô có bài chia 28.921 chia cho 4. Trước tiên cô lấy 28 chia 4 được 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28, 28 trừ 28 bằng 0. Hạ 9 thực hiện được chia thứ hai, 9 chia 4 được 2. Các em viết 2, 2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1. Các em hạ 2 xuống thành 12, 12 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Các em hạ 1. Các em thấy là 1 nhỏ hơn 4, cho nên 1 chia cho 4 là được kết quả là bằng 0. Các em viết 0. 0 nhân 4 bằng 0, 4 trừ 1 trừ 0, dư 1. Vậy đây là một phép chia có dư và có số 0 ở thương. 28.921 chia 4 bằng 7.230 dư 1. Chúng ta vận dụng kiến thức vào bài thứ nhất, bài tính. 12 chia 2 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Các em hạ 7. 7 chia 2 được 3, 3 nhân 2 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1. Các em hạ 6. 16 chia 2 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0, hạ 0. 0 chia 2 bằng 0. Và kết quả cuối cùng là ở đây là 0 nhân 2 bằng 0, thì 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy 12.760 chia 2 được kết quả là 6.380. Tương tự với hai bài còn lại, các em cũng sẽ thực hiện tính chia. Và chúng ta tìm được kết quả giống như ở tiền bảng. Các em cùng quan sát và đối chiếu với bài làm của mình. Bài tập 2 đặt tính rồi tính. Bài tập 2 tương tự như bài tập 1. Các em đặt phép tính chia ra và thực hiện chia giống như ở bài tập 1. Sau khi thực hiện chia, các em cùng quan sát để đối chiếu kết quả với cô. Được kết quả giống như ở trên bảng. Bài tập 3. Một kho chứa 27.280 kg thóc, gồm hai loại thóc là thóc nếp và thóc tẻ. Số thóc nếp bằng 1/4 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại có bao, hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kg. Vậy chúng ta lưu ý đề bài người ta hỏi là mỗi loại thóc. Vậy là chúng ta vừa tìm hai loại, đó là thứ nhất là thóc tẻ và thứ hai là thóc nếp. Bài này em ta thể tóm tắt bằng lời đơn giản như ở trên bảng, hoặc để cho dễ thực hiện thì các em có thể tóm tắt bằng sơ đồ. Như vậy tổng trong kho là có 27.280 kg thóc. Thóc nếp chiếm 1/4 và hỏi thóc tẻ là bao nhiêu kg. Như vậy đầu tiên các em sẽ tìm lượng thóc nếp bằng cách lấy tổng số thóc trong kho chia cho 4. Sau khi tìm được thóc nếp, muốn tìm thóc tẻ thì các em sẽ lấy tổng số thóc trong kho trừ đi lượng thóc nếp thì các em sẽ tìm ra được thóc tẻ. Bài này các em sẽ thực hiện giải như sau. Cô tìm được số thóc nếp là bằng 6.820 kg bằng cách chia cho 4. Sau đó cô sẽ tìm thóc tẻ bằng cách trừ ra và tìm được thóc tẻ là bằng 20.460 kg. Bài tập 4 yêu cầu tính nhẩm. 12.000 chia 6, các em chỉ việc lấy 12 chia 6 bằng 2. Như vậy 12.000 chia 6 sẽ bằng 2.000. 15.000 chia 3, 5.000. 24 chia 4 bằng 6. 56 chia 7 bằng 8. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ 1 đến 4 trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm ACBook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong trang 78 của vở bài tập toán lớp 3 tập 2. Bài 151, luyện tập 1, tính. Các em kính mời học sinh làm bài để thực hiện tính chia. 18 chia 2 được 9. Hạ 5. 5 chia 2 được 2. Dư 1. Hạ 4. 4 chia 2 bằng 7. Hạ 0. 0 chia 2 bằng 0. Số dư là 0. Như vậy 18.540 chia 2 bằng 9.270. Tương tự các em thực hiện chia hai bài còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 2. 2. Đặt tính rồi tính. Các em kết quả học sinh làm bài để thực hiện đặt tính rồi tính. Các em viết số bị chia trước. Viết số chia và thực hiện chia. 10 chia cho 5, 2. Hạ 6. Số chia 5 được 1. 10 chia 5 được 2.
À, không, không chia 5 bằng 0. Không. Như vậy 10.600 chia 5 bằng 2.120. Tương tự các em thực hiện chia những bài còn lại. Cùng mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Người ta đã chuẩn bị 10.848 kg đường kính và bột để làm bánh. 1/4 số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu kg? Như vậy trước tiên chúng ta sẽ tìm đường kính trước. Đường kính là 1/4 lượng chung. Vậy chúng ta lấy 10.848 chia cho 4 thì các em sẽ tìm được đường kính. Sau khi tìm được lượng đường kính thì các em lấy lượng ban đầu trừ lượng đường kính thì các em sẽ tìm được lượng bột. Cô mời các em kết vấn học sinh làm bài để thực hiện làm bài. Lượng đường kính là 10.848 chia 4. Cô tìm được đường kính là bằng 2.712 kg. Như vậy cô sẽ tìm được lượng bột bằng cách là lấy 10.848 trừ cho 2.712. Vậy cô tìm được là bằng 8.136. Như vậy đường kính là 2.712 kg. Bột là bằng 8.136. Sau khi làm bài, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá qua bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Chọn chữ đặt trước kết quả đúng. Kết quả của phép tính 40.050 chia 5 là A. 810, B. 801, C. 81, D. 8.010. Như vậy ta thấy đáp án D là đáp án đúng. Sau khi làm bài, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá của bài làm của mình. Vừa đầu có hướng dẫn cho các em làm các bài tập từ bài 1 đến bài 4. Bây giờ các em sử dụng phần mềm ACBook để hoàn thành tất cả những phần bài tập còn lại. Cô chúc các em thực hiện tốt phần bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy tiếp tục sử dụng phần mềm ACBook để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Ôn lại cách chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số với trường hợp ở thương có số 0. Và ôn giải bài toán bằng hai phép tính. Cô thân chào tất cả các em.